Có thể nói, không chỉ đơn thuần là một mái nhà, mà tập đoàn Bill Gates còn đem đến một chốn an cư lý tưởng. Vị trí này có đắc địa không khi Bill Gates Polaris sở hữu hai yếu tố vàng của bất động sản là Cần Lộ, Cần Thị, bởi nằm ngay nút giao thông cầu vượt sóng thần, là cửa ngõ kết nối giữa thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Dị An của tỉnh Bình Dương. Đặc biệt hơn, Bill Gates Polaris còn tọa lạc trong khu vực liên kề đại lộ Phạm Văn Đồng, xa lộ Đại Hàn, ngay khu dân cư sầm uất, được quy hoạch là tâm điểm phát triển mạnh mẽ của khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Khu căn hộ Bill Gates Polaris có quy mô là một khối nhà cao 26 tầng và 2 tầng hầm, xây dựng trên khuôn viên 3.820 m², trong đó tỷ lệ xây dựng chỉ 44,29%. Dự án sẽ cung cấp cho thị trường 522 căn hộ. Với định hướng kiến tạo những không gian sống chất lượng cao, môi trường sống trong lành, tiện nghi, tập đoàn Bill Gates còn đầu tư cho nội khu với các tiện ích như công viên, đường dạo bộ, hồ cảnh quan, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng. Từ sự kết hợp giữa dịch vụ ngoại khu và hàng loạt tiện ích nội khu đã tạo thêm sự phong phú của chuỗi hạ tầng mà cư dân Bill Gates Polaris được thụ hưởng. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, thì Bill Gates Polaris như một ngôi sao sáng dẫn lối cho người trẻ tìm thấy cơ hội hấp dẫn để hiện thực hóa ước mơ, tìm được đường về tổ ấm trong năm 2023 này.